Hôn kem à? An ơi, nụ hôn mắt lạnh à An ơi? Hey, look at me. Hôn vào máy. Mẹ ơi, cứ cứu, cứ cứu. Mẹ ơi, nhìn ngồi đi. Lấy giấy lau ấy. Có hôn kem. Đây là video An ăn kem. Bẩn quá. Mà quay lên Facebook Yến Nhi nhìn thấy thì xấu hổ quá. Ăn rồi kì kì. Có gớm không? Cái gỡ ăn kìa. Ví dụ này mày bé. Mở ra. Bỏ ra nào, đừng có đấm, bỏ ra đừng có đấm. Mẹ hôn à? Ai bảo chị đeo em? Mày đi hôn cái mặt em, gà gà bố mắt đấy. Chó, thằng chó.